Hello, chào bác. Vâng, PS4 Pro. Em vừa mua ở trên Facebook nha, rất là rẻ thôi. Hơn 7 triệu tí. Hay hơn 7 triệu tí. Nhưng mà đây là cái bản hack nha, đây là bản hack thì mới có giá thế thôi, chứ còn nếu bây giờ các bác mua PS4 Pro một quả sử dụng ấy thì chỉ khoảng 6 triệu là mua được. Mà đây em mua được bản hack 1 TB và lại còn live lưu full max luôn, có cả gần như là chưa sử dụng luôn. Mấy? Chưa dùng mấy nhưng mà chưa sử dụng mấy và đã được hack rồi. Đó, bạn thấy ngon không? Thì ngày hôm nay mua về thì thấy hay quá thì phải bóc làm clip bóc hộp cho bác ngay. Đó thì cái này là em mua ở trên Facebook trên hội nhóm của cái máy điện thoại mà em trao đổi thì em lại quay phim mất rồi, thế này là không cho bác xem được. Thì em trao đổi ở trên hội nhóm game, hội nhóm máy chơi game Hải Phòng thì em đã mua được cái máy này rất là rẻ, rất là hay đó. Thì ngày nay em sẽ làm clip mở hộp này và tí em sẽ chơi thử. Bởi vì sao em lại mua cái máy này? Bởi vì cái thứ nhất là em vừa mua một cái tivi rất là lớn, như tivi 75 inch 4K. Thế nên em phải mua cái máy PS4 Pro để chơi. Nếu mà mua PS4 thường thì không thể nào mà chơi 4K được. Đây là phải mua PS4 Pro để chơi. Cái thứ hai là với cái mức giá chỉ dưới 10 triệu thôi thì chỉ mua được cái máy này thôi, bởi vì em không có tiền để mua PS5. Chứ nếu mà 4K thì PS5 là ngon nhất rồi, nhưng không có tiền mua PS5 bây giờ phải 17 18 triệu mới mua được máy cũ. Đó chứ còn chưa nói máy mới. Đó thế nên em lựa chọn, đây là cái sản phẩm mà em lựa chọn. Thứ hai, ba nữa là cái này là hack được. Hack nghĩa là sao? Em sẽ không phải tốn tiền mua game. Đấy, nếu mà các bác mua PS5 nhá, hoặc mua P4 bình thường nhá, thì các bác phải tốn tiền là 1 triệu hoặc là vài trăm nghìn một game là rẻ. Đó, một game thôi nhá. Còn đây em hack, em có đào game thoải mái em cài thôi. Cái thứ năm quan trọng nhất là khi chơi máy P4 game hack là có thể chơi những siêu phẩm cài được phụ đề tiếng Việt, Việt hóa được. Ví dụ God of War 2018 là có Việt hóa luôn. Đó, cái đấy là cái quan trọng nhất có thể chơi được. Hay là The Last of Us ấy, một số những siêu phẩm là có tiếng Việt hóa được sẵn rồi, và em đã yêu cầu người bán hàng cài sẵn em luôn trên máy này. Và các bạn đấy đã cài rồi. Cái máy này của người dùng thôi, không phải là của cửa hàng. Của cửa hàng thì bây giờ mua phải rơi tầm khoảng 8 triệu. Con này em mua chỉ hơn 7 triệu một chút xíu thôi, mà được hai tay nhá, không một tay nhá, được hai tay đủ okay. Bây giờ em sẽ mở hộp nhá. Đó, thì cái hộp PS4 Pro rất là to. Đây này, nó rất là to. Không biết là đây là sản phẩm là xuất trên thị trường nào. Đó, không biết là xuất thị trường nào, chỉ biết là cái máy này có bảo hành chính hãng được, thì chắc là ở Việt Nam. Hiện tại máy này bảo hành chính hãng được, người bán và cửa hàng mà em người ta mua ấy có báo là bảo hành đến tận năm 2023 cơ, có nghĩa là bảo hành rất là dài, bảo hành được khoảng hơn 1 năm nữa đấy. Đó, thế nên em rất là sướng mua được chiếc máy này, rất là, cảm thấy rất là thích, bởi vì giờ khá là hời. Đây nha, đây đây là thông tin của serial number này, không thông tin bảo hành thì trên này không thấy có, thì chỉ biết là bảo hành đến năm 2023 thôi. Có P4 Pro này, ở trên này có logo của 4K HDR và 1 TB nhá. Ổ cứng 1 TB, bây giờ mà có tiền thay ổ cứng SSD 1 TB nữa thì không còn gì phải suy nghĩ nữa, chơi lại cũng mượt luôn. Đó, mở đâu nhỉ? Đây, đằng sau thì nó có quảng cáo về cái tài khoản PlayStation Plus để có thể chơi online được. Thì rất tiếc là máy hack thì có nhược điểm là chúng ta sẽ không chơi online được các bác nhé, sẽ không chơi online được. Đó, thì bây giờ sẽ mở này, bên mở cái đâu, cái này to quá thì là một mình quay phim hơi khó. Đây đây này, mở từ đây, mở từ đây. Đây này, cái phụ kiện này là đúng như cái phụ kiện hồi theo máy như nào là bạn ấy bảo là đúng như vậy luôn, bởi vì bạn ấy mua mới cứng, bạn ấy mua mới cứng nha. Đó, thì có một cái sợi dây HDMI thôi, một sợi dây HDMI đây này, một sợi dây HDMI này. Đó, cái này thì quá đơn giản rồi. Một sợi dây nguồn, đầu dây nguồn này thì thiết bị Sony nào cần chịu dùng, cả cả máy laptop luôn, ngày xưa máy VAIO cũng dùng. Đó, đầu dây nguồn này, một cái sợi dây micro USB, micro USB dùng để sạc cho tay cầm của PS4 là vẫn micro USB nha, chứ chưa phải Type C. Type C thì PS5 mới dùng Type C, bởi vì PS4 ra ăn mắt cũng lâu lắm rồi. Đó, và sẽ được hai tay cầm. Đây, tay cầm này là cái tay cầm theo máy này, tay cầm là tay cầm theo máy nha. Thì bạn đã bỏ tay cầm theo máy vẫn còn siêu ở trên cái tem này, còn tay cầm này bạn nên mua thêm, tay cầm này tay cầm cũ mua thêm. Đó thì được hai tay cầm xịn. Đó, hôm nào lên trên Shopee thấy tay cầm fake có 200 mấy mà nhiều màu sắc đẹp lắm, hôm nào em sẽ đặt hàng về review nhá, xem là chất lượng của nó như nào. Còn đây tay cầm xịn này, đây còn trong này là máy này. Đó, sau cái lớp này sẽ đến cái lớp máy xem PS4 Pro. À, có thêm một cái số giá đỡ để cao hơn, không bị làm âm xuống đất này, không bị nóng này. Đó, đây. À, sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt,
cần điều khiển không dây đua sốc 4. À cái này là sách dân dụng có tay cầm. Đây là có chưa bóc luôn. Giấy tờ của P4 Pro chưa bóc luôn đây này. Tí bóc ra xem thế nào. Mình được bóc. Hướng dẫn sử dụng máy P4 Pro bằng tiếng Việt luôn. Đó chơi được hình và ảnh 3D các kiểu này. Toàn tiếng Việt thôi. Đây là sản phẩm chính hãng. Cứ tưởng xuất từ trường nào bởi vì là thấy nhiều chữ Trung Quốc quá tưởng xuất từ trường nào hóa ra đây là chính hãng luôn. Và sao là bảo hành được chính hãng đến tận năm 2023 luôn nhá. Đó. Đây cuốn này còn chưa thấy bóc luôn, không biết bên trong là như thế nào. Bóc luôn. Đó, hướng dẫn sử dụng nhanh tiếng Anh, hướng dẫn sử dụng nhanh tiếng Tàu, Hàn Quốc. À đây là một số ngôn ngữ nước khác thôi. Đó, còn tiếng Việt thì mình đã bóc ở đây rồi. Nó có như thế không? Đây, P4 Pro đây các bạn ạ. P4 Pro thì khác với P4 Slim và P4 thường ở chỗ nào? Thì cái gọi nhất nhìn tiếng ngay 3 tầng. Đó, 1, 2, 3 tầng. Cái này em chưa hiểu rõ lắm nên là em cứ nói sơ qua như vậy các bác nào hiểu thì không cái gì em nói sai thì các bác đừng trách và các bác có thể comment bên dưới để bảo em nhé. Đây, 3 tầng P4 nhá. Đó, đây còn nguyên tem void này. Đây, thấy cái tem bảo hành chính hãng của nó là cái tem void này nhá. Nếu mà đã bị bóc rồi là mất tem bảo hành chính hãng nhá. Các bác lưu ý như vậy. Đó. 3 tầng. Đấy. Mặt trước không biết là mặt nào. Đây chắc là mặt trước đây, mặt trước đây đây có khay đĩa này. Mặt trước ở đây có hai cổng USB ở đây. Đó, khay đĩa nằm chỗ này. Thì sản phẩm này nó không có phiên bản digital như V5. V5 thì có một phiên bản là phiên bản chạy đĩa, phiên bản là phiên bản không cần chạy đĩa. Đó, bởi vì các hãng game gần như là bây giờ là bỏ đĩa rồi, không cần phải dùng cái đĩa nữa. Nha. Đây, cái vừa camera nó bị mờ quá, phải lau lại. Đó, khay đĩa này. Đây xem nào, bên cạnh này thì không biết là cái này là cái gì. Đó, vẫn còn bụi bám đây, tí để vệ sinh sạch sẽ đẹp đẽ cho tủ cho mình. Đây, đằng sau thì có, đây là đằng sau nhá, đằng sau thì có tên model. Model sản phẩm này là CUH7218B. Không biết là nó là series năm nào và như thế nào, bác nào biết thì có thể comment giải thích cho em nhá. Đó, phía bên này có các thông tin về nơi sản xuất hay là các thông tin cơ an toàn điện tử gì đó này, nằm ở đây. Phía dưới này nguồn điện này, đây là HDMI này. Đây có một cái cổng là AUX. Không biết là cổng này là cổng nào như lãi nhỉ. Bình thường AUX giống như một số thiết bị loa đó là cổng cổng 3.5 mà. Đây như này thì em không hiểu cái này là cái gì. Đây là cổng âm thanh quang. Đó, optical, âm thanh quang nhá. Đây có thêm một cổng USB nữa. Đây có một thêm một cổng USB nữa. Và đây như là USB 3.0 này. Đó, đây cổng USB nữa này. Đây là cổng LAN để cắm dây mạng. Thì cái này có cả Wi-Fi và có thể cắm dây mạng này có thể chơi online được. Nhưng mà máy hack thì lưu ý là không nên chơi online được nhé. Đó, mỗi trường hợp như vậy thôi. Đó, ok. Bên này thì có các thông tin về công nghệ, ví dụ có HDMI này, có DTS HD này, có Dolby True HD này, có Blu-ray disc này, có nghĩa là dùng được đĩa Blu-ray. Cái này không biết là có xem được cái phim Blu-ray bằng đĩa không thì không biết. Tí này em sẽ cắm. Bây giờ em sẽ cắm vào cái TV nhà em xem nào nhá. Vì ở nhà em là có một cái TV rất là to này. Em mới lắp là cái này là 75 inch. Đó, cái này em mới mua mà hôm em mua không kịp làm clip, các bác mua cái này cũng nhiều cái vấn đề lắm, thế là hôm nào ảnh sẽ làm clip về mua TV này sau. Đó, còn hiện tại là bây giờ em vẫn chơi bằng Wii U nhá. Chơi bằng Wii U thì là nó gọi như cái game gọi là siêu phẩm của nhà Nintendo, Zelda Breath of the Wild. Đó, game này là gọi là game của năm 2017, game này 2017 chơi bây giờ vẫn hay, chơi không bị phát đảo luôn. Đó, thì chơi ở trên cái màn hình này là màn hình 75 inch 4K. Đó, thì mới đầu nhìn thì nó cũng bình thường thôi. Đó, không có vấn đề gì cả. Đó, nhưng mà khi mà có cái P4 Pro kìa. Đó, em lắp ở cái này này. Hiện tại cái này tối quá. Hôm nay bây giờ trời tối bật điện lên khử sáng nhưng nằm dưới kìa. Đó, khi em lắp bằng cái Wii U thì em nằm dưới này, chỗ này. Đó, cái này là cái P4 Pro đây. Đó, thì khi bây giờ em sẽ bật lên nha, cho các bạn nhìn sự khác biệt. Mà em lắp xong rồi nha. Bây giờ em về em lắp và em chơi rồi thì mới thấy sự khác biệt. À. Đó, em bật đây này, có báo là phát hiện HDMI 2 trên TV nhá, em chuyển nhá. Đây, chuyển này, chuyển sang nhá. Đó. Đây. Đó, nhìn nhá, tay được khiển đây rồi. Đó, thì trên PS4 Hack thì là em, các bạn đã cài rất là nhiều game đây rồi. Đây, những cái game mà cài mà khi mà chưa bật hack lên đấy thì nó sẽ hình cái khóa. Đây này, hình cái khóa có này. Cái này không nhìn rõ lắm nhỉ. Đây em lấy lại nè. Đó, cái khóa này nhá. Thì là sẽ không chơi được. Đây, vào chơi nhá.
ví dụ cái siêu phẩm này hả, toàn siêu phẩm thôi, cái bố là toàn siêu phẩm. Vì sao phải mua bản Pro? Bởi vì chỉ có bản Pro mới lên được 4K thôi nhá. Đó, thì nó dung không sử dụng này. Đó. Đây, thì bây giờ cái hack bằng cách nha, rất đơn giản thôi, những cái máy hack này. Thì em sẽ vào cái www này, vào cái gọi là trình duyệt đấy. Đó, ấn đây thôi. Đó, thì nó sẽ cái hack. À, ok, nó là mát nha. Thì các bác phải nhìn nhá. Mắt cái này nhá. Đây, ở trên góc này này, đó là đó, có 100 pass 124, nghĩa là loát thành công cho 24, còn fail được 13 lần nếu mà fail thì nó bị sập nguồn. Còn nếu mà thành công thì là nó sẽ vào bước này, và bước này là thành công nhé. Đó, khi loát hack thì như vậy em vừa mới biết thôi. Tại vì khi mà nhận cái máy này thì em mới biết là nó như vậy nó mới thành công. Đó. Ok, khi này là thành công này, thoát ra nha. Đó. Đó, đây, toàn siêu phẩm này. Ổ cứng của nó là 1T. Đây này, vào trong này là chúng ta sẽ xem được 1T này. Ổ cứng là 1TB. Đó, thiết bị nha, ở đây, bộ nhớ đây. Đó, bộ nhớ hệ thống. Cái này được 1TB và hiện tại là đã cài hết 7x88 rồi. 1TB thì nó chỉ có cho cài game là 872, thì là 7x88 là chỉ còn 100GB thôi. Trong khi chắc chỉ cần 2 game thôi là hết rồi. Đó, rất may là nếu mà có thêm một ổ cứng di động ấy, thì cắm vào ổ cứng USB chúng ta có thể chơi được thêm triệu cứng di động nữa. Đó. Nha. Đã cài gần hết game rồi, toàn siêu phẩm thôi, cho nó có PES 2021 này. Bản 2022 thì không hay lắm, cho nên cài xong. Bản này thì chúng ta có thể cập nhật được áo đấu với các thứ của năm 2022 được. Còn giải đấu 2021, 2022 cho các câu lạc bộ được. Đó thì em sẽ làm xong. Đó, còn những cái siêu phẩm để chơi được nhé. Đó, ví dụ như là Call of Duty này, The Last of Us, đây là bản tiếng Việt luôn. Bản này sẽ có Việt hóa rồi. Đó, Uncharted 4 này, tuyệt rất là hay, em chơi trên PS3 là Uncharted 1, 2, 3 có Việt hóa rồi. Còn Uncharted 4 hiện tại chưa có. Game Dark Souls 3 sản phẩm có Việt hóa luôn này. Đó, các bạn nhìn thấy nhé, sản phẩm Việt hóa này. Hay là God of War có Việt hóa, là tí em sẽ chơi bản này. Đó, rất là nhiều game khủng này, The Last of Us phần 2 này. Còn game chơi 2 người thì bạn ấy bạn chia đây rồi, có Minecraft này, Dead Bond này. Đây là một số game nhỏ, game Metal Slug. Cái này là có thể chơi được 2 người ấy nhá. Đó. Mua được con bắt 11 này, vừa mới ra bắt này. Đó. Ok. Bây giờ là không có cái khóa rồi đúng không? Thì chúng ta có thể chơi được, em thể chơi vào game God of War xem nào nhé. Khi mà chơi cái game này xong ấy, thì mình thấy được sự khác biệt của cái 4K và Full HD khi chơi game nó sẽ là như thế nào. Rất tiếc là cái điện thoại của em nó không được xịn cho lắm. Đó, HDR bật rồi nha, HDR góc cái bật rồi nha. Thế nên là khi quay phim sẽ không thể là cảm nhận hết. Nhưng mà khi nhìn thực tế thì sẽ thấy rất sự khác biệt rất là nhiều luôn. Thực sự là Full HD so với 4K là quá khác biệt luôn. Đó, ngay từ màn hình nhá. Nếu mà ở độ phân giải Full HD thì em nghĩ chắc là chỉ bình thường thôi. Nhưng mà 4K các bạn nhìn từ cái lửa này, từ cái khói này, từ cái ngọn cỏ, ngọn cây này, phải nói là tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Ok, chơi mới. Đó, toàn bộ tiếng Việt hết rồi. Chỉ có những cái bản được hack thì mới cài được những tiếng Việt như này thôi. Đó. Đồ đẹp, đẹp vô cùng. Quá đẳng cấp. Phải nói là chơi game ở trên màn hình lớn thì biết là cảm nhận của nó sẽ là như thế nào các bạn. Vô cùng đẳng cấp luôn, rất đẹp. Đây, bật thêm âm thanh lên nhé. Thêm loa số 3 bên dưới nhé. Loa số 3 này là chỉ là loa số 3 rẻ tiền của Samsung thôi, mua 1,5 triệu thôi. Đó. Chứ còn mấy đứa có tiền em sẽ mua cái số 3 xịn hơn. Và cảm nhận để xem nó như thế nào.
gào thét giận dữ. Các bạn nhìn nhá, quá đẳng cấp luôn. Cái này chỉ là trải nghiệm độ phân giải thôi, trải nghiệm hình ảnh thôi, chứ không phải nói về game đâu các bác nhé. Còn game này thì em không phải nói nhiều nữa. Đây là siêu phẩm độc quyền của Sony trên hệ máy PlayStation. Trên Wii U hay là Nintendo Switch thì không có đâu nhá. Switch thì em đã từng có rồi ấy, mà Wii U thì đang vẫn đang chơi, vẫn đang chơi con Wii U. Wii U sẽ vẫn giữ lại để chơi game Mario, chơi một số game mà dành cho trẻ con. Còn cái này chỉ dành cho người lớn thôi. Các bác nhìn đây, phụ đề tiếng Việt nhá, rất là rõ luôn. Rất là cảm ơn anh em cộng đồng Việt hóa game tại Việt Nam, bởi vì em là một trong những người rốt tiếng Anh mà lại được chơi những game mà có Việt hóa cái này thì cảm nhận hết câu chuyện của nó. Thì các bạn này, đó, sẽ có đầy đủ tiếng Việt luôn. Đó, đây nhá. Hay là đây, em chơi thử một game mà các bác hay chơi nhất nhá, nhiều người chơi nhất, đó là game PES, game bóng đá. Tất nhiên chơi trên màn hình lớn thì phải nói là tuyệt vời rồi. À, cái này là tuyệt hóa luôn nhé. Cái này sẽ tuyệt hóa luôn. Này, chơi mùa giải nó là tuyệt vời luôn, dài nghiền luôn. Nó HDR được bật nhé. Khi vào game được bật lên. Còn lại là menu chính của máy chơi game sẽ không được bật. Đó, Konami V-Pass. Đó, có tiếng Việt luôn, ấn X nhảy vào nhá. Đây qua này, đó. Tiếng Việt hết. Đây này, bỏ qua. Bởi vì là vì chơi hack nên là chúng ta sẽ không cho like được. Cái đây là cái nhược điểm duy nhất thôi. Tất nhiên là chúng ta không phải bỏ tiền để chúng ta mua game mà. Thì chúng ta đòi hỏi gì về chơi online, chúng ta trải nghiệm online với nhau thôi đúng không? Đây là trận một trận đấu giao hữu. Ok, bỏ qua nhá. Nó cứ hiện online bỏ qua hết. Bây giờ em sẽ chọn Master nhỉ. Em sẽ đá với khi mà pet ở trên máy hack thì chúng ta có thể mốt được hết. Cho nên các câu lạc bộ sẽ chuẩn logo luôn, và chuẩn giải đấu logo luôn. Đây giải đấu ở Nga này. Đó, La Liga này. Chọn La Liga nhỉ, chọn Barca đi. Ok, bắt đầu giải đấu luôn. Tuyệt vời, màn hình quá đẹp. Đây nhá, đó, nhìn hình ảnh cái này xong ấy. Cái bình thường ấy là nhìn ở trên đó, có cả bình luận tiếng Việt luôn này. Bình luận tiếng Việt ở Việt Nam, bình luận tiếng Việt ở Việt Nam luôn. Không biết có đội tuyển Việt Nam nhỉ, tí thì xem có không. Liên quan đến Messi ở đấy. Phát ra sao các đội tuyển Việt Nam rồi nhỉ? Phát ra trong phần chọn đội đi. Thì giờ là các vị mốt là các vị 21 Việt Nam. Rất là nhiều giải luôn. Châu Á này, Thái Bình Dương này. Ôi, có cả Campuchia này. Lẽ là không có Việt Nam. Đó, Việt Nam này. Chúng ta sẽ đá với cả Brazil đi. Việt Nam với Brazil đi. Nam Mỹ này. Đặng Văn Lâm là thủ môn, Đình Trọng với Ngọc Hải. Đó. Ok, để xem có HK không nhá. Tuyệt vời. Mình sẽ cập nhật chuyển nhượng vào cái bản này.
Tại vì em nhìn thấy là hình như là chưa có chuyển nhượng, chưa chuyển nhượng cả mùa giải mới, chưa có, em sẽ cập nhật chuyển nhượng có cái bản này sau. Đó. Phương bài đó là cầu thủ được làm luôn, đúng là Đặng Văn Lâm thật. Trông rất là giống. Chúng ta sẽ được trải nghiệm một trận đấu giữa Việt Nam và Brazil. Hy vọng tương lai sẽ có những trận đấu như thế này. Ngoài thực tế chứ không phải trên game nữa. Đấy, Haruka đấy ạ. Không biết tính quốc ca Việt Nam nào, em hy vọng là sẽ không phải đánh bản quyền ở trên kênh YouTube. Hy vọng quốc ca Việt Nam, kênh của em sẽ vẫn hoạt động bình thường. Đó, quốc ca Việt Nam luôn. Đó, văn hậu này. À đây là cô Phượng, thưa quên. Đó, hy vọng là bài quốc ca này sẽ không phải đánh bản quyền. Các cầu thủ Việt Nam mình khá giống ấy nhỉ. Đây, văn hậu ở đây. À, giống này, các bạn nhìn kìa, giống tên. Không là chuẩn được như các cầu thủ nổi tiếng được test người ta làm thực tế, nhưng mà cầu thủ Việt Nam mình làm cũng khá ok đúng không? Đó, sẽ là mình bật tính, sẽ như là nhé. Không biết có bị lịch gì. Đó, Tân Anh này. Ok, là trải nghiệm sơ vậy thôi. Ra đây rồi ta. Đó. Nhưng mà các bạn nhìn nhé. Đây này. Nhìn nhé. Nhìn là đây là 4K nhá. Và đây là Full HD này. Đó, khác hẳn luôn. Khi mà đang chơi 4K đang chuyển sang đây ấy thì nhìn nó khác hẳn luôn. Thực sự là quá buồn. Việc là muốn chơi không, mặc dù đang chia sẻ game này rất là thích. Game này em chơi đi chơi lại luôn, chơi nó là không muốn phát đảo luôn. Chơi cọc pháo nhiều rồi, chơi lại. Chán rồi, chơi lại. Đó, rất là ngon, người nói là game tuyệt vời đấy. Không biết là trên PS4 là có game nào được như game này không? Cứ bảo nói chuyện là không nhớ là mình đến đang chơi như nào nữa. Ok, đến đây rồi thì phải. Bây giờ là đi đi giải cứu con chim. Vẫn muốn chơi nhưng bây giờ nhìn sang 4K còn lại nhìn thấy Phương đây quá chán luôn. Đó, ok nhá. Lại chuyển sang cái kia rồi ta. Đó. Nhìn thật chán luôn. Nó đẹp như thế này cơ mà. Ok nhá. Hai. Chọn cái khác rồi nào. Chợ ghế nó dễ này, như đây là một siêu phẩm, đồ họa của nó là đỉnh cao này. Xem thử cái này nào. Đồ họa đỉnh cao. Đây là những game chơi một mình. Nhưng mà nó là siêu phẩm. Thế các em mà không có điện thoại nào thì xị tí mà lại đang quay trời tối. Thế là nhìn thì không thể nào mà nó đem lại cảm nhận thực tế được các bạn. Chứ nếu mà đem lại cảm nhận thực tế là cái màn hình này với cả cái đây là cái màn hình của LG nhá, màn hình LG 75 inch 4K
mà còn không phải là QLED luôn, chứ nếu mà em có đủ tiền em mua QLED ấy, thì nó còn LED nữa. Đây chỉ là màn hình không phải QLED, màn hình thường thôi, LCD LED bình thường thôi. Đó, chứ không phải QLED. Chứ QLED thì nó còn LED nữa. Hy vọng là một thời gian nữa sẽ có tiền mua một cái QLED 89 inch hoặc 82 inch để trải nghiệm những cái siêu phẩm này, và sẽ có tiền mua chiếc PS5 nữa. Đây, các bạn nhìn ra. Úi giời ơi, trời, chỉ cái cây kìa. So với cái game Zelda bây giờ thì thôi rồi thôi. Trời đất, nhìn như thật luôn. Đây là trời tối, tại sao không phải là ban ngày nhỉ? Nhìn cái cỏ lau này, nhìn gió thổi này. Trời đất. Vâng. Chả xem cây này cũng đỏ. Ghê vào chơi chơi luôn. Không biết chơi cái gì luôn. Ơi, không đổ cây à, không đứt cây à, trang trí à, nhưng mà đẹp, quá đẹp. Nhìn trời mây này. Ôi trời ơi, nhìn quá lâu đây. Chuyển chuyển sang Wii U nhá. Wii U thì đồ họa của nó cũng cũng được, nó cũng cũng ra đồng thời cả PS4, nhưng cái sản phẩm này nó chỉ là đây đây là cái cỏ tại tại game 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 Full HD này, các bác nhìn nha. Nói chung là cũng có gió thổi, cũng có bay, nhưng mà nó không thể là sống động. Cái này thì không so sánh được, bởi vì game này nó là dạng 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 đồ họa này, nó không phải dạng thực tế, không phải dạng thật, mà nó dạng dạng vẫn là hình hơn. Nhưng mà nhìn cái cây cỏ các thứ thì thực sự là nhìn sang kia nó khác một trời vực luôn à. Đây, không biết là có game nào để so sánh được. Thế này sẽ chơi một game nào ở trên Wii U để khác xong. Còn đây là trên đó, cây cỏ đây. Nhìn khác. Đây cũng bướm bướm bay, cái này cũng khá là giống với lại cả game mới được do ai rồi giờ. Nói chung là cũng có những cảnh vật rất là đẹp. Đây, biển kìa. Biển kia. Trời đất. Khi mà chơi bằng tay cầm của PS4 ấy, cái độ rung của nó thì cũng phải nói là bá đạo luôn. Khi mà em nhảy nhá, em nhảy này, rơi cũng nữa này, cái rung của nó nhẹ hơn. Nhưng mà nếu mà nhảy vào cái không phải vũng nước là rung mạnh hơn. Hình như có một con thú nào đó là nhìn mình. Đúng rồi, một con gấu. Ôi trời ơi. Chết rồi, chết rồi. Chưa chơi cái này bao giờ, chơi đâu, nó bằng mình. Mình có sắp chết rồi. Nó bằng mình kia. Đã chết, sao nhặt được cái gì không? Rồi hai nhặt. Vâng, một tấm rồi sao đây đã sinh tồn à? Chắc giống giống cái game kia, chưa chưa bao giờ. Nhìn thấy bộ đồ họa đẹp thì chơi này cũng đẹp thật. Đây, trời sáng rồi. Mặt trời mọc rồi. Không phải mặt trời mọc, sao lại mặt trời mọc chỗ này được nhỉ? Không phải, chỉ như là trăng, trăng sáng thôi. Chắc là trăng sáng thôi. Đây, sao sóng biển này. Tuyệt vời. Đây các bạn nhìn cái lửa cháy nhá. Đây thì cột bị cháy này. Rất tiếc là nó không có hiệu ứng vật lý ở chỗ này. Thế là mình vẫn cảm giác bị giả. Chứ vào đây là bị bỏng không nhảy ra chẳng hạn. Để trang trí thôi. Hình như đây là ban ngày nhưng mà kiểu như là không khí thời tiết âm u ấy. Chứ không phải ban đêm, không phải ánh trăng. Đây là ánh sáng của mặt trời mà như thời tiết âm u.
Qua đi, tuyệt vời. Đó. Bác nào đang có lăn tăn về cái vấn đề muốn mua một chiếc máy chơi game PS4 ấy, thì các bác nên lựa chọn cái việc mà TV nhà mình đang là TV gì nhá. Nếu mà là 4K thì các bác không nên mua P4 Slim hay là P4 Fat nhé, mà phải chọn bản Pro để chơi 4K thì nó mới trải nghiệm được hết cái sự tinh túy của cái HDR 4K trên chiếc máy chơi game này. Đó, chứ còn đã sử dụng TV 4K mua những cái bản kia tốt nhất không nên mua làm gì cả, chơi PS3 nó nhanh. Đó, ngày hôm nay thì em làm clip nhanh như này thôi. Các bác nào mà có thắc mắc gì cứ comment dưới video, và ngày hôm sau em sẽ làm clip hướng dẫn cài game lên chiếc này sau. Em chưa cài bao giờ nên em sẽ học cách và làm cách clip cài game lên chiếc máy P4 hack này. Nha, yeah, ok, cảm ơn các bạn xem clip, chào tạm biệt các bạn.